Quốc Anh chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Mọi người luôn muốn những thứ mà họ không thể có, cho dù đó là iPhone mới nhất, chiếc xe mới nhất, hay thậm chí là một người mong muốn sở hữu những thứ mà chúng ta cảm thấy nằm ngoài tầm với của mình là rất phổ biến. Mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội đều muốn những gì họ không thể có. Các lý do có thể khác nhau, nhưng có lẽ cuối cùng họ tin rằng đối tượng mà họ mong muốn sẽ mang lại cho họ cảm giác thân thuộc, hạnh phúc và hài lòng. Tuy nhiên, trong thực tế nó thường không phải như vậy. Sau đây là những lý do phổ biến mà mọi người muốn những gì họ không có và cách khắc phục. Điều đầu tiên, hiệu ứng khan hiếm. Hiệu ứng khan hiếm là một hiện tượng tâm lý cho biết khi bạn nhìn thấy thứ gì đó hiếm hoi, đáng mơ ước hoặc đắt tiền, tiềm thức của bạn khiến bạn nghĩ về việc có nó nhiều hơn. Điều này xảy ra bởi vì chúng ta có xu hướng liên kết giá trị với độ hiếm. Vì vậy, khi chúng ta thấy một thứ gì đó khan hiếm, nó sẽ khiến chúng ta nghĩ đến việc muốn có nó nhiều hơn. Vậy tại sao điều này xảy ra? Điều đó liên quan đến thực tế là chúng ta rất nỗ lực để tồn tại. Điều đó có nghĩa là ngay khi nhận thấy thiếu bất cứ thứ gì, chúng ta được lập trình để suy nghĩ về nó nhiều hơn. Bản năng này có thể làm giảm khả năng ra quyết định và kiểm soát của chúng ta khi chúng ta khao khát một thứ gì đó hoặc ai đó mà chúng ta không thể có. Điều thứ hai, yêu đơn phương, theo đuổi cô gái mà bạn không thể có được, muốn ai đó dành cho bạn sự quan tâm. Đó là nguyên nhân của rất nhiều tai ương lãng mạn của chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục rơi vào thói quen. Những gì đang diễn ra về mặt hóa học trong não của bạn có thể là nguyên nhân. Khi chúng ta thích ai đó, não của chúng ta sẽ tiết ra hormone dopamine, hay còn gọi là hormone hạnh phúc. Nếu chúng ta nhận được bất kỳ sự chú ý nào từ đối tượng mong muốn của mình, tức là khi chúng ta nhận được một tin nhắn văn bản hoặc yêu cầu gặp chúng ta có thể bị cuốn vào phần thưởng hóa học mang lại cho chúng ta cảm giác hạnh phúc. Và vì vậy, chúng ta bắt đầu theo đuổi mức độ cao, gần giống như một cơn nghiện. Điều đáng chú ý là nếu chúng ta nhận được sự chú ý không liên tục từ một ai đó, điều đó sẽ gây nghiện hơn là chúng ta luôn nhận được nó. Điều thứ ba, cảm giác bị từ chối có thể ảnh hưởng đến lòng tự trọng của chúng ta và làm tổn thương cái tôi mong manh của chúng ta. Chúng ta muốn nó và không thể hiểu được nó chỉ làm cho cái tôi của chúng ta bị kích thích nhiều hơn. Đôi khi cái tôi có thể giống như một đứa trẻ mới biết đi, đang nổi cơn thịnh nộ khi nó cảm thấy như những yêu cầu của nó không được đáp ứng. Tâm trí của chúng ta nghĩ rằng có được đối tượng mong muốn của chúng ta làm cho chúng ta trở thành người chiến thắng. Chúng ta muốn giải thưởng chỉ để cảm thấy như chúng ta đã thành công. Nếu bạn đã từng tự hỏi, tại sao tôi muốn thứ gì đó cho đến khi tôi có nó, thì đây là ví dụ hoàn hảo về lý do tại sao. Đó là tất cả về chiến thắng. Khi bạn đã chiến thắng, giải thưởng sẽ không còn hấp dẫn nữa. Điều thứ tư, tăng cường sự chú ý. Nói một cách rất đơn giản, chúng ta thường muốn những gì chúng ta không thể có bởi vì chúng ta có xu hướng tập trung nhiều hơn vào nó. Ai đã từng ăn kiêng thì sẽ hiểu ngay. Khi chúng ta cảm thấy bị hạn chế theo một cách nào đó, chúng ta ngày càng chú ý đến việc không có thứ gì đó. Chuyện tình cảm cũng vậy. Khi bạn cảm thấy yên tâm trong một mối quan hệ gắn bó lãng mạn, có lẽ bạn sẽ bớt suy nghĩ hơn, bạn chỉ cần tận hưởng nó. Nhưng khi mọi chuyện dường như không suôn sẻ, suy nghĩ của bạn bị cản trở bởi sự chú ý ngày càng cao. Nếu chúng ta không cẩn thận, cảm giác tập trung cao độ vào việc không có được những gì chúng ta muốn có thể rơi vào nỗi ám ảnh. Những suy nghĩ ép buộc cho tâm trí chúng ta biết rằng thứ mà chúng ta không thể có là rất quan trọng. Điều này khiến bạn càng muốn có nó nhiều hơn. Chúng ta nghĩ rằng nó sẽ làm chúng ta hạnh phúc, nhưng thường thì không. Phần lớn chúng ta dành cả cuộc đời để tìm kiếm những thứ bên ngoài để cố gắng làm cho chúng ta hạnh phúc. Chúng ta được dạy để nghĩ rằng đạt được những điều chúng ta mong muốn sẽ khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn. Cho dù đó là có một số tiền nhất định trong ngân hàng, đạt được một mục tiêu cụ thể, tìm được tình yêu đích thực của chúng ta, hay mua một chiếc xe mới. Chúng ta nghĩ rằng việc tiếp cận những người không thể tiếp cận sẽ mang lại cho chúng ta điều gì đó.
chúng ta nghĩ rằng cuối cùng khi chúng ta đến đó, chúng ta sẽ cảm nhận được điều gì đó mà trên thực tế chúng ta không có. Một cảm giác hài lòng ngắn ngủi, nhưng nó nhanh chóng mất đi, và do đó bạn chuyển sang điều tiếp theo bạn muốn. Điều thứ 6, so sánh. So sánh bản thân với người khác không bao giờ kết thúc tốt đẹp. Sự ghen tị len lỏi và chúng ta nghĩ rằng mình cần phải theo kịp những người khác để cảm thấy tốt, xứng đáng hoặc có giá trị. Điều này dẫn đến cảm giác hụt hẫng và lòng tự trọng thấp. Khi so sánh bản thân với người khác, chúng ta thường đuổi theo mọi thứ vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta nên có chúng, bất kể đó có phải là thứ chúng ta muốn hay không. Chúng ta thực sự muốn có điện thoại thông minh mới nhất, hay chúng ta cảm thấy bị bỏ lại phía sau nếu chúng ta không có. So sánh tạo ra sự không hài lòng. Nó tạo ra một chu kỳ muốn nhiều hơn chúng ta thực sự cần. Điều thứ 7, tâm trí của chúng ta luôn hiện ra những câu chuyện trong đầu. Phần lớn chúng dựa trên tưởng tượng hơn là thực tế. Một khi chúng ta đã tạo ra câu chuyện này rằng ít, y hoặc z là chính xác những gì chúng ta muốn, thì rất khó để từ bỏ. Chúng ta muốn sống ngoài dự đoán. Điều này giải thích tại sao bạn cảm thấy bản thân bị tổn thương khi người mà bạn từng hẹn hò đã không gọi lại cho bạn. Trong thực tế, bạn đã không mất bất cứ điều gì, nhưng trong tâm trí của bạn, bạn đánh mất một tương lai dự kiến mà bạn đã tưởng tượng với người này. Hình ảnh không tưởng này có thể rất khó để từ bỏ, và vì vậy, bạn sẽ kết thúc việc theo đuổi những gì bạn không thể có. Điều thứ 8, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể có một cái gì đó, chỉ để nhận ra rằng chúng ta không thể, nó kích hoạt một bản năng nguyên thủy trong chúng ta, khiến cho sự an toàn của chúng ta bị đe dọa. Chúng ta đặt giá trị quá mức vào thứ mà chúng ta có cảm giác sở hữu. Vì điều này, chúng ta cảm thấy ác cảm tột độ khi đánh mất nó. Điều thứ 9, đôi khi chúng ta muốn những gì chúng ta không thể có đơn giản là vì thử thách mà nó mang lại. Nếu khó lấy hơn, bộ não sẽ cho rằng nó có giá trị lớn hơn, cho dù có hay không. Sự không có sẵn là những gì mang lại giá trị cho nó, và cũng tạo ra sự phấn khích và xác nhận thêm trong việc đạt được nó. Khi một người đàn ông muốn một người phụ nữ mà anh ta không thể có được, anh ta có thể nhanh chóng thay đổi quyết định sau khi có được cô ấy. Làm thế nào để ngừng khao khát những gì bạn không thể có? Hãy học cách yêu những gì tốt cho bạn. Chúng ta nói rất nhiều về việc để trái tim hướng dẫn chúng ta, nhưng những gì chúng ta thường để cảm xúc chúng ta hướng dẫn chúng ta. Cảm xúc cũng tuyệt vời, như những chỉ dẫn. Nhưng sự thật là chúng không đáng tin cậy. Chúng cực kỳ phản ứng và có xu hướng thay đổi nhanh chóng. Bây giờ, bạn đã hiểu những lý do phổ biến khiến mọi người muốn những gì họ không có. Bạn có thể tự hỏi mình động cơ của bạn là gì khi bạn muốn thứ mà bạn không thể có. Chúng ta cần có khả năng chủ động đặt câu hỏi về những cảm xúc thúc đẩy chúng ta. Ví dụ, giả sử bạn đang hẹn hò với một người đột nhiên tránh xa, tỏ ra xa cách hoặc cư xử thiếu tôn trọng với bạn. Thật dễ dàng để kết thúc việc biện minh cho bản thân rằng tại sao chúng ta lại để một người nào đó hành động như vậy và vẫn tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể thấy mình đang nói điều gì đó. Tôi không thể làm khác được. Tôi phát điên vì người ấy. Hoặc là tôi biết cô ấy không đối xử tốt với tôi, nhưng tôi yêu cô ấy. Và đôi khi chúng ta cần phải hành động theo cách tốt hơn cho chúng ta về lâu dài. Bằng cách này, chúng ta có thể từ từ học cách yêu những gì tốt cho mình. Cách thực tế nhất để làm điều này là vượt qua ranh giới. Đây là những quy tắc mà chúng ta tạo ra để giúp bảo vệ chúng ta trong cuộc sống. Không thể phủ nhận ham muốn có thể khiến bạn choáng ngợp. Và thực tế là không phải lúc nào bạn cũng có thể ngăn mình khao khát những thứ mà bạn không thể có. Nhưng chúng ta có quyền lựa chọn xem chúng ta có đuổi theo những thứ đó hay không. Từ khi còn nhỏ, chúng ta được dạy để phấn đấu nhiều hơn, đạt điểm cao hơn và hoàn thành công việc tốt hơn. Mặc dù không có gì sai khi có mục tiêu và tham vọng, nhưng điều kiện xã hội này có thể khiến chúng ta theo đuổi phiên bản hạnh phúc của người khác thay vì của chính mình. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể thay đổi điều này, và kết quả là thay đổi cuộc sống của bạn? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không còn cảm thấy cần phải theo đuổi mọi thứ, điều mà ngay sau khi bạn có, bạn thậm chí không muốn nữa? Chúng ta thực sự có thể định hình lại điều đó để tạo ra cuộc sống viên mãn phù hợp với những gì quan trọng nhất đối với chúng ta. Sự thật là,
Một khi chúng ta loại bỏ những điều kiện xã hội và những kỳ vọng không thực tế mà tất cả những điều bên ngoài đã đặt lên chúng ta, thì giới hạn cho những gì chúng ta có thể đạt được là vô tận. Sau đây là ba công cụ thực tế để tìm thấy sự hài lòng hàng ngày với những gì bạn đã có, thay vì theo đuổi những thứ bạn không thể có. Điều thứ nhất, thực hành lòng biết ơn. Tích cực nhìn vào những gì chúng ta đã có trong cuộc sống giúp chúng ta cảm thấy mãn nguyện hơn. Bài tập đơn giản này sẽ giúp bạn tập trung vào tất cả các khía cạnh tích cực trong cuộc sống của bạn ngay bây giờ. Mỗi buổi sáng, hãy lập danh sách những điều cả lớn và nhỏ mà bạn biết ơn. Điều thứ hai, hạn chế thời gian sử dụng mạng xã hội. Phương tiện truyền thông xã hội là một công cụ tuyệt vời, nhưng nó có thể dễ dàng trở thành cơn nghiện của chính mình nếu bạn dành quá nhiều thời gian để lướt qua mạng xã hội. Nó có thể dễ dàng kích hoạt sự so sánh. Vì vậy, hãy hạn chế thời gian sử dụng thiết bị hàng ngày của bạn. Điều thứ ba, viết nhật ký. Viết nhật ký là điều tuyệt vời để tự phản ánh. Nó có thể giúp bạn tìm ra nguyên nhân gốc rễ của những ham muốn ẩn giấu đằng sau chính sự việc. Bạn cũng có thể sử dụng nó để nói lên một ý nghĩa nào đó của bản thân khi bạn thấy mình đang đuổi theo thứ mà bạn không thể có. Đó là cách hoàn hảo để đầu óc và trái tim bạn nói ra điều đó. Đặt bản thân lên trên hết. Mục tiêu số 1 của bạn vào lúc này là gì? Dù đó là gì, bạn sẽ không đạt được điều đó trừ khi bạn có một kế hoạch. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.